Ngày gặp ở dưới kia ngày chiều ngày hôm qua. Lá đó là lá gì? Lá rưỡi này. Măng này. Ừ. Có thật không? Hả? Có thật không? Có. Có thật không? Không có. Đâu có thịt đâu. Tiền đâu mà mua thịt. Hả? Đâu biết đâu. Đâu này. Đâu dài dài cái này. Mình vô làm một mình. Còn không vô mình luôn vô mía cả ngày. Buổi chiều mình chắc củi. Mình về mình bán. Có tiền. Chiều nay đâu có người đâu mà bán. Sáng mai mới lấy tiền 25. Họ sẽ theo chân một chị người đồng bào rất lây á. Chị nói là có một nhà của chị đằng này rất là khổ, không biết là như thế nào. Mời cô bác của chị cùng với bùi hồ ha. Thấy ở đây á, ai da, ai da, trồng cái cây mày nhiều ghê cô bác của chị. Trời ơi, dùng lá mì thì dùng để ăn ha. Ôi trời ơi, đâu vô gần ơi. Ôi trời ơi, ôi sao không chị, tới chưa? Ôi trời ơi, đâu chị? Nhà đâu? Hả? Nhà của chị đâu? Rồi nhà đâu chị? Đâu có nhà đâu. Rồi sống sao? Làm rồi chứ đâu có nhà, đâu có ai làm, đâu có chồng đâu mà làm nhà. À. Chồng bỏ rồi. Chồng bỏ nào? Chồng bò 3, 4, 5, rồi ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đâu? Hả? Tối ngủ ở đâu? Ngủ ở rồi, chứ làm. À lên đây làm gãy thôi hả? Ừ. Mẹ tôi. Vậy. Ủa, đâu phải cái nhà đâu. Đâu có nhà đâu. Rồi ăn uống ở đây luôn hả? Cái gì vậy? Không có nhà. Là trưa ăn ở đây hả chị? Cô chú này á, theo như Bùi Hồ được biết, vẫn là nhà nước đã hỗ trợ nhà ở dưới, nhưng mà không có về dưới và lên đây phải làm gãy, đoạn đường rất là xa. Chào cô. Chào cô. Dạ cô năm nay là nhiêu tuổi rồi? Năm 48. 48 tuổi hả cô, mấy người con? Năm người con. Dạ. Rồi chồng cô đâu? Không có chồng. Sao ấy? Có chồng bỏ đi rồi. Chồng bỏ đi rồi? Ừ, 4 năm nay rồi. Ừ, cô sống mình hả? Sống một mình, nuôi con một mình. Vậy hả? Ừ. Dạ, cô là làm gãy trên này. Làm rơi chỗ này, chiều đi về là chắc cuối đi bán. Ừ. Cuối một bo hay là... Cô ngồi đó đi. Tôi ngồi đó đi. Cô tên gì? Nghiến. Nghiến hả? Ừ. Con lớn nhất của cô là nhiêu tuổi? Con lớn nhất 20 tuổi. Ừ. Con đào.
Còn lần thứ hai là 18 tuổi. Có làm phụ cô không? Không có đâu. Đâu có chưa rời đâu. Vì sao mà bỏ cô đi? Ở dưới làng không. Nói đâu có chịu nghe đâu. Là sao không chịu nghe? Không chịu nghe, ly lắm mà. Chồng ly lắm hả? Chồng cũng ly, là con cũng ly. Chồng rồi sao lại? Đâu có chồng đâu, con chứ. Ở, à. Nhà, ở với mình. Chồng là bỏ đi 4 năm nay rồi. Dạ. À. Lên đây là cô trồng gì trên này? Trồng đậu đỏ, đậu đen. Chưa cao đâu đó. Ừ. Thấp còn chưa có thu hoạch đâu. Đang tâm bắp, đang làm cỏ. Đâu có thu cái chòi của cô là đằng đó đó hả? Chòi của cô đó. Gắt hết hả? Rất tâm bạc hết. Muốn ở rồi chứ mà không có nhà, không có chòi mà ở. Cô đi từ dưới làng lên đây đi bằng phương tiện đi xe, đi bộ? Đi xe đạp. Đi xe đạp? Xe đạp mà bò ở dưới cái núi kia hồi nãy. Đoạn đường ở dưới lên đây cô bán của chị đi rất là vất vả luôn chứ không đơn giản đâu. Xe đạp không. Rồi ngày thì cô làm được nhiêu tiền? Ngày hôm có một buổi chiều mình về. Mình đem một bó củi có 25 ngàn thôi mới. Lượm củi đem về bán cho ta? Bao nhiêu người ta? Người ta mua. Nhiều? 25 ngàn? 25 ngàn một bó. Dạ. Không có gì đâu. Chồng bỏ đi buồn không? Buồn đâu có làm gì được đâu. Buồn người ta cũng đi. Người ta đi rồi buồn sao được. Vậy hả? Hận không? Hận chồng không? Hả? Hận chồng không? Hận chứ, ông vội lắm mà. Dạ? Ông vội anh, ông đá, ông đánh. À, chồng có uống rượu không mà đá đánh như vậy? Ông chồng đánh không à. Vậy hả? Sao mà buồn cho chồng được. Nếu chồng hiền là buồn được chứ. Chồng đâu có hiền đâu. Chồng ác lắm mà. Chồng ác sao? Chồng ác, chồng đánh. Chồng đánh mình, đánh đắp nhà. Có xong thì đắp xong. Đắp nhà, đắp cửa. Đập son luôn. Đập luôn. Cái nào là ông đập không à? Vậy hả? Đập mà sao mình... Hồi trước, ông đúc một cái nhà rồi. Lửa ăn hết cả son. Giờ lại một cái đó. Mình đem làm thang, mình múc nước, mình bôi trong son đó, mình tắt nước làm thang. Làm lung tung luôn, nuôi con. Con nhỏ nhất là 3 tuổi. Con kia là 12 tuổi rồi. Cái con ở nhà dưới làng là 3 tuổi. Con lớn nhất là không có đi làm. Ở nhà hoài. Không có tiền cũng nằm ngủ. Không có cái gì ăn cũng nằm ngủ. Quay điện thoại. Mình vô làm một mình, còn không vô mình luôn vô mía cả ngày. Buổi chiều mình chắc củi, mình về mình bán, có tiền. Chiều nay đâu có người đâu mà bán. Sáng mai mình lấy tiền 25 ngàn, để cho con mua con nhỏ nhất là nó thêm uống nước này. Nước ngọt, hoặc nước cái gì đó, để cho nó 10 ngàn. Mình đem vô mua bán cho con kia vô theo mình là 10 ngàn. Như vậy thôi, đâu có gì đâu. Mình nuôi con như vậy. Đến khi tháng học, tháng 8 gì đó, tháng 9 mới học. Mình vô một mình. Con là đi học, hai đứa gái đi học, đi bộ. Đâu có xe đâu. Người ta thương mình, người ta chở đi. Nhưng mà người ta không thương, người ta không chở. Vậy, mình vô làm. Buổi chiều mình chắc củi đem.
có tiền thì cho con ăn sáng đi học. Đâu cái gì, mình làm vậy thôi nuôi con, đâu có làm được đâu. Xin việc công ty làm, người ta đâu có cho làm đâu. Người ta là nói là làm không được, ốm quá. Ốm thiệt, đâu có mập gì đâu, tay chân nhỏ xíu à. Người ta không nhận đâu. Người ta không nhận mình chắc củi, làm cây, làm thang, đủ loại luôn, làm rẫy, phá rừng. Mình nói lung tung luôn. Không có xe, con đi học, con đi bộ buổi sáng. Mình vô làm, buổi chiều có tiền thì uống nước. Vô làm là nếu rảnh là từ 2 giờ về, chắc cuối được là 2 bó chuyển đi. Đi tới đi lui chở. Công việc nhiều lắm. Đâu có tiền, đâu có ra tiền đâu làm. Làm không. Cứ 25 ngàn đâu cũng đủ đâu. Mua cá này, mua bút ngọt này ăn. Dầu chiên này, thịt không có nữa. Người ta ăn thịt, mình ăn lá cây, lá rúi này. Có mưa rồi, nước trời xuống, mưa xuống rồi. Là tông cái hộp bí, ăn lá bí này. Có trái thì ăn trái, không có thì ăn lá. Như vậy, đâu có gì. Ngày chỉ được 25 ngàn thôi. Ừ? Một ngày cô chỉ được 25 ngàn thôi. Ừ. Chắc nhiều đâu có chờ nuôi đâu. Ngày trước chờ, là... chờ hai bó đâu có nuôi đâu. Chờ xe đạp mà. Đâu có xe máy đâu mà chờ hai bó. Chờ xe đạp là cứ một bó. Ngày nhà trước không... là cô sanh con cô ở trong bệnh viện hay là sanh ở nhà? Sanh ở nhà. Cô sinh trong bệnh viện là cô lúc sinh trong bệnh viện khó tới bệnh viện là dễ là ở nhà. Sao mà chồng mình đánh mình dữ vậy? Không biết đâu ông đánh thì bỏ, ông đâu có thương mình đâu. Có chồng có vợ mới chưa? Chưa, ông ở với em cái trong rưỡi bên kia kìa. Thế ông già đó, hai đứa ông già bên kia kìa, ông già đó, ông ở với em gái nó 2 năm nay, ông bố đi Lâm Đồng 2 năm là bằng 4 năm. Rồi cô mấy giờ cô lên đây? 6 giờ, tới rồi là 7 giờ. Tới đây là 7 giờ. Ừ. Rồi mấy giờ cô mới xuống làng? Đâu có biết giờ đâu. Lúc nào về bắp tông xong rồi, bây giờ muốn về. Tin bằng tin về chứ. Xong rồi. Sáng mai vô tiếp. Sáng múc vô tiếp, buổi chiều về. Buổi sáng vô. Lúc nào về hả? Đâu có chùi đâu. Nếu mà có chùi thì mình ở trong này luôn. Tôi nói cho nó dễ làm buổi sáng, buổi chiều, buổi tối là nghỉ. Là không có chơi là buổi sáng vô làm xong buổi chiều đi về. Sắp xếp đi về. Đâu còn đâu có thuê nữa, đi đâu nữa. Hôm nay là cô đi làm cô ăn với gì? Hả? Cô đi làm cô ăn với gì? Cái gì? Cô ăn cơm với gì á? Ăn cơm với măng, lá bí. Đâu đâu còn lá rúi nè. Đâu đâu. Đây. Cơm là mấy người gặp ở dưới kia ngày chiều ngày hôm qua. Lá đó là lá gì? Lá rúi nè. Măng nè. Có thịt không? Hả? Có thịt không? Có. Có thịt không? Không có, đâu có thịt đâu, tiền đâu mà mua thịt.
Rồi chiều nay đem về. Ừ. Cô đang gieo bắp hả? Hả? Cô đang trồng đậu hả? Trồng bắp. À. Cái ấy đậu đen trồng xong rồi. Bắt đầu trồng bắp lại. Mình còn thương chồng mình không? Thương làm cái gì? Chồng đâu có thương mình đâu, mình mới thương chồng. Chồng đâu có thương mình đâu hả? Ừ. Lên lơ ông ngoài trà là con. Ôi, ta lôi cô vãi cạn đi. Nếu mà què của xuê oanh bèo con nào vợ ta dục nữa lắm. Lượm mấy hạt bắp, bắp giống lại. Đậu đỏ. Lượm nữa, đậu răng này. Mà đậu trắng. Đâu vậy, đậu canh này. Hả? Đâu biết đâu. Đâu này, đâu dài dài cái này. Ừ. Cắt lại. Đó là mấy cái hạt giống á. Hạt giống đó là cô mua hay ta cho? Hả? Hạt giống đó cô mua hay ta cho? Mua chứ. Có khô kìa, có khô kìa. Các khô cái... Ta cho đúng không? Cái em hồi nãy tới đưa cho các khô này. À. Ừ. À, người ta cho. Nó tới quê mình hồi nãy. Ta bị cài giờ. Ừ. Đây là ở dưới gốc me, bây giờ mưa rồi, cô bác của anh chị. Mưa là trái bên trời người kia. Mưa là kiếm là... trời trốn. Chứ sao giờ? Ây da. Có kiếm yêu lên mẹ rồi. Nó vô ô. Cô nói cô tên gì con quên rồi. Nghiên. Dạ. Nghiên. Niên ha. Nghiên. Đây, gửi cô. Cảm ơn. Cái đó là gạo. Này là gì? Mì. Mì. Này là gì? Mắm. Mắm. Này. Xì dầu. Này. Cá. Này. Cái đó không biết nữa. Bánh. Bánh hả? À, cô bỏ vô đi. À, con bỏ vô nha. Này cô chở về được không? Bỏ vô xe đạp chở về được không? Được chứ. Ừ. Bỏ này đây đi nha. Ừ. Bỏ khô đó qua đây. Bỏ khô đó qua đây. Ừ. Bỏ khô qua đây nè cô. Bỏ cá khô qua đây. Rồi để dành ăn nha. Rồi có muốn quay lại với chồng của mình không? Ừ, không quay được đâu. Hả? Không quay được. Sao vậy? Sợ ông Huệ. Năn nỉ chồng mình quay về. Ê, ông Huệ Lâm. Ở đây là sáng cô đem gạo nấu ăn ở đây luôn. Ừ. Tin ngày mưa là không ăn được đâu. Ngày mưa thì sao? Mưa, nước trời mưa. Ừ. Ăn không được. Ừ, cực khổ. Nắng mới ăn được. Dạ. Thưa với cô bác với anh chị á, không biết... Cô bác chị nghĩ sao chứ đoạn đường vô đây thì phải nói vô cùng khó khăn luôn, nó không đơn giản. Chạy xe vất vả lắm, đi xe gắn máy còn rước đồ rước lên rước xuống. Đâu mà mua, nhà đâu có bò, đâu có trâu đâu. Nhà không à. Nhà không có bò, có trâu vậy á. Không có bò luôn, không có xe. Nghèo lắm. Nghèo lắm. Ừ. Nghèo dữ chưa? Nghèo dữ lắm mà. Nghèo dữ lắm. Cố gắng lên nha cô. Cố gắng lên đâu có làm gì được đâu. Xin công việc công ty làm, đâu có công ty làm cho làm đâu. Công ty nói là mình lắm, mình già lắm, làm không được. Công ty nói vậy á. Tại vì công ty tay heo nè, tay ga nè, hòa nè. Vậy, đi gì? Công ty tay heo. À. Tay gà nè, à. À, công ty hoa nè, công ty rau sạch nè. À, trại heo, trại gà. Ừ. Mình đi xin làm giới, đi làm, xin làm, không có cho làm. Nói là làm không được. Mình chịu thôi, mình ở nhà, mình làm rẫy. Mình phá rừng, làm rẫy.
phá rừng làm củi, làm than, đủ loại luôn. Nếu mình không làm, ai nuôi con mình? Con cũng nhỏ con, một đứa, ba đứa nhỏ con, hai đứa lớn rồi, khỏi cần cho ăn, để nó tự làm. Đứa nhỏ nhất là nhiêu tuổi? 7 tuổi. À, mình phải nuôi nó. Đến nó lớn rồi. Khổ vậy ha. Giờ nè, giờ là đem theo cúc củi, chắc củi xong bắt đầu cúc một bó này, bó to người ta mới mua, bó nhỏ người ta không mua đâu, người ta la thêm. Bó to ta mới mua, bó nhỏ ta người ta chê, ta không chê. Có mua, ta nói ít quá. Ít quá, sao mua được? Tôi nói là phá rừng để trồng rẫy, rồi lấy củi rừng ở làm than, rồi lấy làm củi. Còn phần đất trống còn lại là cô trồng đậu, trồng bắp, ở trồng mì. Trồng đào. Trồng đào. Đào đâu có trái gì đâu năm nay. Đâu có bòn mà trái. Không có luôn. Nên thôi. Đằng chết hết bên này này. Thôi bây giờ. Làm bạc vá. Cô này là có một cái nhà bên kia, lát nữa mình đem phần quà cho cô này luôn ha. Cô này dẫn mình lại nè. Rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha. Này là uống nước suối nè. Ủa, cái này có một cái chị mới thăm, có ô bao gạo của mình mà. Về của em có quê á. Đây là cái bữa cơm ăn với lại lá đu đủ. La mình ăn luôn, ăn chung luôn. Đây đưa cho cô. Còn có hai phần nữa thôi. Đưa cô một phần thì cô này cũng rất là khó khăn luôn nè. Ha. Rồi gỡ dây ra. Cũng đây là phần quà của anh Lê Quang Nhiêu nha cô bác anh chị. Quá mệt rồi. Nhà cô mẹ mẹ dưới kia kìa. Bà cô bên kia, mỹ bên kia. Được không anh? Gạch xuống luôn, anh gạch xuống luôn. Gạch cho nó đứt luôn. Đúng rồi. Rồi. Gạch xuống. Rồi. Đây phần quà này của cô cũng giống vậy luôn ha. Nước tương, nước mắm. Với lại khô. Rồi. Với lại 5kg gạo. Cột lại cho cô. Cô xách được mà đúng không? Được không? Có chồng, cô này có chồng nữa. Mà nhà của bạn, nhà của cô có một bạn hỗ trợ rồi. Đây cô. Được mà, nhẹ mà. Cô đi quen. Rồi vậy ha. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha.